Vâng, thưa tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ chia sẻ câu chuyện về Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất. Thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn và những cái thông tin rất là quan trọng trong cái sự kiện này. Có rất là nhiều góc nhìn về sự kiện Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Ở góc nhìn của tôi, khi mà một doanh nghiệp bất động sản họ đã quyết tâm, họ đặt cái mức cọc ra như vậy, thì tôi không nghĩ rằng là có rất nhiều thông tin trên thị trường đánh giá rằng là đây chỉ là một cái chiêu hay là một cái gì đó để làm gì đó trên thị trường tài chính cũng như là thị trường bất động sản. Tuy nhiên thì tôi nhìn thấy rằng là cái sự kiện này thì nó không mang tính chất tiêu cực nhiều. Nó có thể tiêu cực với Tân Hoàng Minh khi họ mất uy tín, cũng như là tiêu cực với ngân sách khi không thu được một khoản, nhưng mà tôi lại nhìn ở góc độ nó rộng hơn. Tôi nhìn ở góc độ toàn bộ nền kinh tế, cũng như là tôi nhìn thấy góc độ cái khả năng mua nhà của người dân, thì tôi quan điểm của tôi thì tôi cho đây là một cái điểm tích cực từ đầu năm mà chúng ta đã nhận được, anh nào? Vâng. Như vậy chúng ta cần phải thấy rằng là chúng ta phải làm rõ nhé, tức là sự kiện Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Đúng rồi. Bỏ cọc là tích cực như vậy, chứ không phải là cái sự kiện đấu giá mà với một cái con số không tưởng thì là tích cực. Khi Tân Hoàng Minh đã đưa ra những cái con số đấu giá mà có lẽ rằng là không ai tưởng tượng được, là một mét đất ở Thủ Thiêm. Thủ Thiêm, chúng ta phải từ quận nhất chúng ta đi qua Thủ Thiêm chúng sang quận ngày xưa nó là quận 2 đấy, đúng không? Bây giờ là thành phố Thủ Thiêm, mà nó còn đắt gấp 2 lần đất ở trung tâm quận nhất, thì thực sự nó là những cái con số mà rất nhiều người đã dự báo rằng là có thể cọc nó sẽ bị bỏ. Đấy, mà thực tế thì chúng ta đã thấy là cái sự kiện này đã diễn ra rồi. Thế thì trên góc độ tổng thể nền kinh tế thì chúng tôi nhìn thấy rằng là sự kiện mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc này nó có 4 cái điểm rất là tích cực. Điểm thứ nhất đó là chúng ta nhìn nhận lại cả cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các doanh nghiệp mà phát triển bất động sản, rồi những nhà đầu tư cá nhân, rồi người dân, chúng ta đều có thể phải nhìn thấy rằng là cái hành lang pháp lý, cái khung pháp lý về đấu giá đất cần phải hoàn thiện. Chúng ta thấy rằng là một cái sự kiện mà nó rất là nhạy cảm về thông tin, sự kiện mà có tác động đến thị trường thì các cái khung pháp lý nó cần phải có. Ví dụ như quan điểm của tôi, mà tôi cũng đã tham gia làm văn bản pháp quy rất nhiều, tức là có chặng trên, chặng dưới, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải có một cái quy định trong đấu giá rất là rõ ràng trong các cái tình huống, để làm sao loại trừ những cái sự kiện có tác động lớn đến thị trường trong tương lai như cái sự kiện Tân Hoàng Minh. Tôi có thể chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm mà vì không biết là anh Long có hay đi đấu thầu hay không, nhưng mà tôi là cái người đại diện cho ngân hàng trước đây, tham gia hầu hết các phiên đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước. Và thực sự là khi mà tâm lý để đi đấu thầu ấy, không ai đặt mình cũng như ngân hàng mình vào vị thế rủi ro đâu. Khi ví dụ như là chúng tôi mà đặt mua lượng vàng ở cái thời điểm đấu thầu ấy đã ở lượng cao ấy và bán giao T+2, thì ở đâu đó thì chúng tôi đã phải bán ngay những cái vàng mà chúng ta đã tồn tại trong kho rồi. Ý của tôi đưa ra ở đây rằng là khi đã đi đấu thầu và quyết tâm thắng, đó đằng sau đã là một cái bài toán kinh tế. Và cái quan điểm ở đây của tôi, khi mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc không tham gia ở đây thì họ đã bị thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên cái lợi ích ở đây tôi có thể chỉ ra cho mọi người thấy rằng là những con số mang tính chất rất là vĩ mô thôi. Đó là gọi là GDP, real GDP per capita, tức là thu nhập quốc nội thực tính trên đầu người của chúng ta đang đạt mức 3.000. Và nếu như mà ở đây tôi có một cái số cái thông tin, và nếu như mà cái giá đất như vậy mà đẩy lên thì chắc chắn là chúng ta, những người dân sẽ rất là khó ở không chỉ khu vực Thủ Thiêm đâu, mà tôi nghĩ là trong toàn bộ khu vực Sài Gòn. Tôi có nhìn thấy cái báo cáo về bất động sản trong khu vực miền Nam thì thấy rằng là các cái dự án mới ra thì rất là cái nguồn cung rất là ít, và như vậy nó lại càng đẩy giá lên, cũng như là toàn bộ Việt Nam. Khi mà một cái khu vực mà là cái giá đất nó bị đẩy lên quá cao như vậy thì cái giấc mơ mà mỗi người đều được có cái nhà thì càng ngày càng khó khăn. Nên ở đây góc nhìn của tôi thêm một cái điểm tích cực như anh Long nói nữa, cái thị trường bất động sản nó sẽ giảm cái tính đầu cơ xuống và nó sẽ có gọi là cơ hội mua nhà cho tất cả mọi người, nó bình ổn hơn. Và đấy chính là điểm tích cực thứ hai. Và chúng ta thấy rằng là cái sự kiện bỏ cọc này nó sẽ giúp cho thị trường quay trở lại nhìn nhận về câu chuyện giá trị thực sự của những cái tài sản.
thay vì là những cái câu chuyện ồn ào và rồi còn góp phần đẩy giá cổ phiếu, một số cái cổ phiếu, đúng không? Về thực ra thì những cái câu chuyện kiểu như là đang được nói trên thị trường, kiểu như là quỹ đất giá trị này, rồi thực ra câu chuyện quỹ đất này các doanh nghiệp mà niêm yết có quỹ đất này nó có từ rất lâu rồi anh Tuấn ạ. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà đến tự dưng đến bây giờ có một số đối tượng nó lại gợi lên cái chỗ này. Đấy, cái thứ hai là cái câu chuyện là đất không sinh ra, người không sinh ra thì nó cũng khi có cả ngàn năm nay rồi. Đúng rồi. Chứ không phải là đến bây giờ. Thế nhưng mà nó lại thần thánh hóa cái câu chuyện đó lên. Thế thì cái tôi cũng đồng ý với anh Tuấn là cái điểm tích cực thứ hai là với cái sự kiện Tân Hoàng Minh bỏ cọc, nó giúp cho ổn định lại cái thị trường bất động sản, ít nhất là nó quay trở lại cái quỹ đạo, dần dần nó sẽ quay lại trở lại cái quỹ đạo mà đúng cái giá trị của nó. Đấy, vì chúng ta so sánh không chỉ so sánh GDP thực trên đầu người mà chúng ta so với các cái quốc gia khác thì xét cho cùng một cái tài sản ấy nó phải tạo ra được cái tiền, cái giá trị của nó phải tạo được tiền. Ví dụ như là anh có một cái nhà shop house chẳng hạn, anh Tuấn, thì anh phải kinh doanh được nó hoặc anh cho thuê được nó và tiền trong tương lai. Đúng. Thế rồi. Còn ai cũng nắm một cái tài sản và mình nói rằng là cái tài sản đó là giá trị lắm, nó to lắm, nhưng mà cuối cùng không ai có tiền cả. Đấy, thì nó cũng không có ý nghĩa. Đấy là điểm tích cực thứ hai, và cái điểm tích cực này nó cũng xuyên suốt đến cái điểm tích cực thứ ba. Đó là nếu như mà thị trường bất động sản bình ổn thì chúng ta hình dung là xét tổng thể nền kinh tế, nó sẽ là một cái cơ hội để Việt Nam mình thu hút đầu tư, kể cả trong nước lẫn đầu tư nước ngoài nhiều hơn, bởi vì đất nó là tư liệu sản xuất rất quan trọng. Chính xác. Và đất và lao động. Đất và lao động từ bao nhiêu đời nay rồi. Đúng không? Chúng ta bây giờ có công nghệ nữa. Nhưng các công ty muốn đến Việt Nam mình lập nhà xưởng. Đúng rồi. Thì rồi các doanh nghiệp muốn phát triển lên mà giá đất quá cao. Vâng. Giá đất quá cao thì nó còn tệ hơn nữa là nó lại khuyến khích các doanh nghiệp thay vì anh đi đầu tư kinh doanh thì anh lại đi coi như là thôi đầu tư kinh doanh mãi chả được thì đi đầu tư đất. Đúng đi rồi. Mua đất nó cũng sẽ làm cái hệ lụy mà khiến cho ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thì cái sự kiện bỏ cọc này nó cũng là, nếu như mà nhìn một tích cực thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái điểm rất là sáng, rất là quan trọng. Tôi xin bổ sung thêm một cái điểm tích cực nữa ở trong cái ngành ngân hàng, đó là trong những cái quy định về định giá tài sản này, rồi là việc trích lập nợ. Tại vì chúng ta đều biết rằng là ở trong ngân hàng ấy thì với cái quy định cụ thể rằng là cứ mỗi một khung thời gian, có thể là 3 tháng hay là hàng tháng thì là đều là trong nội bộ hoặc là báo cáo ngân hàng nhà nước thì đều có cái việc đánh giá lại các cái tài sản để xem xét cái khả năng cho vay thêm cũng như là tăng trưởng tín dụng của ngành. Thì khi mà một cái benchmark như là sự kiện của Tân Hoàng Minh nó không được xác lập thì có nghĩa rằng là cái việc định giá nó sẽ quay, tức là nó sẽ bám sát hơn với cả giá trị thực. Tại vì nếu như là đấy là một cái giao dịch mà đã có tiền lệ thì toàn bộ cái việc định giá những cái khoản nợ trong ngân hàng thì nó sẽ hoàn toàn khác anh Ngọc. Đúng. Và như thế thì cái điểm tích cực thứ tư này đó là các ngân hàng chúng ta nhìn vào cái chất lượng tài sản trên bảng đồ kế toán ngân hàng. Đúng rồi. Cái này nó rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến hệ lụy đến tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Chứ không chỉ là lĩnh vực bất động sản nữa. Và nếu cái sự kiện bỏ cọc này thì nó không còn là cái giá tham chiếu nữa. Đúng rồi. Đấy, mà khi nếu như mà nó diễn ra thì nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng giá tham chiếu không tưởng. Đấy. Và ngân hàng cho vay lại thế chấp bằng những cái tài sản bất động sản này. Đấy, và thế chấp bằng những cái tài sản bất động sản đó thì xét cuối cùng là ngân hàng không thể lấy cầm một cục đất được, không cầm một cái tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được để mà có thể coi như đó là khoản thu hồi cái khoản mình cho vay được. Mà ngân hàng cần các doanh nghiệp phải có cái đất đó tạo ra tiền, có tiền trả nợ cho ngân hàng nếu như ngân hàng cho vay. Đúng không ạ? Thế thì nếu như mà ngân hàng mà cầm một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá trị rất là cao không tưởng như này mà cho vay với một cái giá trị rất cao mà cái giá trị đó không tạo ra tiền thì ngân hàng sẽ không thể thu hồi được cái khoản cho vay của mình. Và như thế cái chất lượng bảng cân đối kế toán của ngân hàng nó sẽ là một vấn đề. Mà khi chất lượng bảng cân đối kế toán của ngân hàng là vấn đề mà ngành ngân hàng bị ảnh hưởng, nợ xấu mà tăng cao. Chúng ta biết là có rất nhiều, có một số ngân hàng hiện nay vẫn còn đang lo xử lý nợ xấu đến từ bất động sản từ cái giai đoạn 2011-2013 đến giờ vẫn còn phải xử lý hàng chục ngàn tỷ. Thì chúng ta hình dung đây là cái sự kiện mà cái điểm tích cực thứ tư mà chúng tôi cho rằng là
là nó sẽ có tác động đến nền kinh tế theo cái chiều hướng tốt. Tôi xin bổ sung thêm một điểm tích cực cuối cùng, có thể là nó sẽ không rõ ràng như bốn điểm tích cực đầu tiên mà chúng ta đã nói, đó là điểm tích cực về vĩ mô, anh Long. Như trong chương trình đầu tư gì năm 2022 thì tôi có chỉ ra một cái điểm, đó là cái sự lệch chiều về các cái chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Và chúng ta có đâu đó chúng ta có thể nhìn thấy là dòng vốn rẻ bây giờ có thể là ở những cái thị trường như là Mỹ, họ có thể rút ra từ những cái thị trường mới nổi. Tuy nhiên là cái sự mở rộng cái bảng cân đối tăng trưởng kích thích cho một cái chu kỳ chuẩn bị, một cái chu kỳ của lãnh đạo mới Trung Quốc khoảng 5 năm thì có thể nó lan sang những quốc gia láng giềng như chúng ta. Và ở đây thì tôi có thể thấy rằng là khi mà Trung Quốc ấy, họ đang muốn cái sự phát triển bền vững, họ không tập trung vào những ngành công nghệ và bất động sản, thì cái dòng tiền đấy lại đi tìm ở những cái mảnh đất như kiểu của Việt Nam. Và khi mà chúng ta hạn chế được những cái việc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái kinh tế vĩ mô của chúng ta nó sẽ rất là ổn định, tại vì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào dòng tiền nóng của một cái quốc gia láng giềng nữa. Đấy là quan điểm vĩ mô của tôi, thì có thể là ở đâu đó thì nó có thể hơi xa, tuy nhiên là tôi cũng có nhìn ra vấn đề như vậy. Tôi thì lại không nghĩ là xa đâu, bởi vì tôi nếu mà chúng ta theo dõi báo chí thì thấy rằng là đã có những cái dòng tiền đi vào bất động sản ở Việt Nam rồi, và dòng tiền mà thậm chí vào Thủ Thiêm rồi, trên báo chí chính thống luôn. Và thế thì khi vào đó rồi mà lại xác lập một cái mặt bằng giá mới như vậy thì là nó sẽ là một cái mặt bằng để mà các công ty mà nắm giữ các bất động sản đó có thể huy động tiền từ rất nhiều nguồn, từ ngân hàng và thậm chí là từ thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Đấy, thì nhưng mà cái giá trị của nó lại không mang lại như thế, thì nó sẽ là một cái rủi ro, cái hệ lụy. Và đúng là trong chương trình đầu tư gì thì chúng ta cũng có nhắc đến cái việc là năm 2022 này, nếu như những cổ phiếu như vậy mà có vấn đề, mà khả năng rất là cao, và đến bây giờ thì đang có vấn đề rồi, rất rõ ràng rồi, thì nó tác động tâm lý đúng với nhà đầu tư. Đấy, và khi tác động tâm lý thì những cái cổ phiếu tốt nó cũng chịu rủi ro thị trường, nó cũng có thể bị điều chỉnh. Một cái điểm mà tôi và anh Long luôn luôn nhấn mạnh đó là chúng ta phải có cái sự ổn định về vĩ mô. Tại vì khi mà chúng ta trong đầu tư thì sự ổn định về vĩ mô là vô cùng quan trọng. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu như mà cái thị trường thì toàn là sự lũng đoạn này, hoặc là những cái yếu tố đầu vào của nền kinh tế thì tăng giá liên tục, thì làm sao mà chúng ta có thể là có một cái nhìn từ người nước ngoài cũng như là trong nước, chúng ta sẽ không tập trung vào sản xuất kinh doanh nữa mà chúng ta chỉ đi đầu cơ thôi. Và chúng ta sẽ không có cái câu chuyện là tăng trưởng lợi nhuận như kỳ vọng được, đúng không? Không tăng trưởng lợi nhuận thì xét cho cùng, cuối cùng đó nó phản ánh vào cái giá trị đó. Ở đây thì có tất cả thì tôi thấy chúng ta đều phân tích là điểm tích cực. Thế còn cái điểm mà những cái người mà trong thời gian qua nắm những cái cổ phiếu bất động sản và từ khi tin Tân Hoàng Minh gọi là trúng thầu, trúng cọc, đúng không, cho đến lúc bây giờ, thì có thể để đây lại là một cái điểm tiêu cực đối với họ cũng không chắc, đúng không? Cái này là tùy thuộc vào khẩu vị, đúng rồi. Chúng ta sẽ không có bàn vì mỗi người chúng ta đều có khẩu vị rất là khác nhau, và ai cũng phải có cái trách nhiệm đối với cái tài sản của chính bản thân mình. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và nếu như các bạn có các ý kiến đóng góp và chia sẻ, chúng ta sẽ có một cái góc nhìn đa chiều ở đây, thì các bạn vui lòng để lại comment ở dưới clip này và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thảo luận, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều các cái chương trình và nhiều các cái góc nhìn tiếp theo. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sắp tới.